tâm tôi tham đắm sân si hoài, con thề xin sám hối tội lỗi con tạo ra với trái tim vị tha. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen vượt thoát cơn ưu phiền. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm Bạch Mùi, cũng là một cái duyên lành trong gia đình anh Hoàng và chị Mỹ Hạnh đã cung thỉnh Chư Tăng cũng cùng với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, đặc biệt là quý Phật tử buôn bán tiểu thương ở chợ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn bàn Phật trang nghiêm, nhìn đạo tràng thanh tịnh, thầy có cảm tưởng hình như đây là một cái duyên phước của gia đình từ nhiều đời nhiều kiếp. Có lẽ trong gia đình nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng cái hạt giống thiện căn, đã gieo trồng nhiều cái việc thiện, đã làm được rất nhiều cái công đức. Chính vì thế hôm nay nhìn ngôi nhà khang trang, bàn Phật trang nghiêm thanh tịnh, và đặc biệt anh chị đã phát tâm cung thỉnh Chư Tăng và gần 100 Phật tử quy tụ về đây để cùng nhau làm lễ cầu nguyện, đặc biệt là thỉnh Phật thăng tòa an vị cầu an, cũng như cầu siêu, nguyện cầu âm siêu dương thái. Trước hết thầy xin tán thán cái việc làm này của hai anh chị còn rất trẻ. Không phải ai sinh ra ở giữa cuộc đời này cũng có thể được như vậy. Thầy nhận thấy có những người bây giờ đang còn bò la lết ở đầu đường xó chợ, không đủ cơm ăn áo mặc. Có nhiều người cư ngụ ở dưới gốc cầu, ở trong một mái nhà tranh rất nát. Chính vì vậy, nhìn vào cuộc sống hiện tại thì thầy cũng biết được, theo lịch nhân quả, chắc có lẽ anh chị cũng đã gieo rất nhiều cái hạt giống thiện căn từ đời nhiều đời nhiều kiếp. Đặc biệt hôm nay đạo tràng cũng rất là đông đủ. Và có một điều thầy cảm nhận nữa là vừa rồi chúng ta tụng một thời kinh Phổ Môn rất là hay. Thầy ngồi thầy đọc và tai của thầy cũng vừa lắng nghe. Cho dù quý cô bác anh chị mỗi người mỗi ngã, người ở Bắc, kẻ ở Nam, người ở miền Trung, nhưng khi tụ họp lại thì chúng ta tụng một thời kinh quá hay. Hôm nay nhân ngày an vị Phật tại tư gia của nhà anh Hoàng và chị Mỹ Hạnh, và vừa rồi chúng ta cũng tụng một thời kinh Phổ Môn. Chúng ta biết rằng mục đích của việc đi chùa, phần lớn chúng ta làm những cái việc đơn giản nhất, đó là đến chùa chiêm bái, đảnh lễ tôn tượng Phật, tụng kinh, niệm Phật, sám hối. Và tại tư gia cũng có một số vị phát tâm tụng kinh, sám hối, niệm Phật hàng đêm cũng như mỗi ngày. Tuy nhiên, tụng kinh có mục đích gì? Vì sao chúng ta phải tụng kinh? Và tụng kinh nó có một ý nghĩa, có giá trị gì trong cái đời sống tâm linh thực tại của chúng ta? Đây là một vấn đề chúng ta đáng suy nghĩ. Phần lớn qua một số cuộc phỏng vấn thầy hỏi Phật tử của thầy ở tại đạo tràng, thì một nhiều phần nhiều
trả lời tụng kinh là để chư Phật, chư vị Bồ Tát gia hộ cho mình được sức khỏe, thân tâm được an lạc, gia đình được an ổn, cũng như mọi chuyện đều được cát tường như ý. Một số Phật tử khác thì khi thầy hỏi thì nói rằng tụng kinh là để có phước, để có công, công đức. Phần lớn như vậy vâng ạ. Phần lớn ở đây đạo tràng thầy nghĩ nếu thầy hỏi thì có lẽ là 2/3 số người trả lời như vậy. Dĩ nhiên tụng kinh để có công đức, tụng kinh để có phước đức là một cái vấn đề không có thể ai phủ nhận. Nhưng mà tụng kinh như thế nào để có phước và có công đức, và tụng như thế nào để có giá trị cái đời sống tâm linh trong cuộc sống thực tại của chúng ta, đây là một điều mà chúng ta đáng suy nghĩ. Chính vì vậy nhân cái buổi hôm nay thì thầy xin chia sẻ với quý vị về ý nghĩa của việc tụng kinh, cũng như ý nghĩa cách thờ Phật như thế nào đối với tài tư gia của mình. Nếu quý vị cho rằng tụng kinh mà để có phước thì thầy nghĩ nó hơi uổng, hơi phí. Vì tụng kinh thì có phước rồi, nhưng mà để chỉ có phước không á thì thầy nó hơi phí, hơi uổng công. Và vì sao mà thầy nói như vậy? Để hiểu được ý nghĩa này thì thầy nghĩ rằng có lẽ rất nhiều Phật tử đang còn mập mờ. Bởi vì thầy nghĩ á, nếu chúng ta làm cái gì mà chỉ có phước thôi thì nó chưa có đủ. Chẳng hạn như nhiều Phật tử đến chùa làm công quả, hỏi cô vô đây làm công quả làm gì? Nói làm công quả để kiếm một chút phước đức, kiếp trước nó khổ quá. Nhưng mà thầy nghĩ nếu mà làm công quả mà chỉ có phước thôi đó thì nó uổng quá. Cho nên làm công quả như thế nào mà vừa có phước, mà vừa có gì? Vừa có tuệ. Cái này mới là quan trọng. Chúng ta biết Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ mà chuyên làm một công việc, đó là giả gạo cho đại chúng ăn. Phát tâm giả gạo cho đại chúng ăn hàng ngày như vậy. Ngày xưa thì làm gì có máy xay lúa, xay gạo không ạ? Nhưng mà giả gạo cho đại chúng ăn là có phước, phải không ạ? Nhưng mà giả như thế nào để cho cái tâm của mình được sáng ra, được trắng ra, cái này gọi là tuệ, đúng không? Đúng không? Chúng ta thường đến chùa đó là chúng ta thua Lục Tổ ở cái chuyện này. Chúng ta vừa quét rác, nhưng mà vừa quét rác vừa sân hận. Như vậy có tuệ không? Không có tuệ. Mà phước cũng không? Không có. Thầy một số Phật tử phát tâm đến rửa chén chùi nồi thì dĩ nhiên rửa chén chùi nồi là cái phước đức lớn lắm. Nhưng mà nếu vừa rửa chén vừa chùi nồi vừa ganh tị, thấy cô bên kia ngồi tán gẫu, mình ngồi lụi hồi chùi nồi cả buổi cả tiếng đồng hồ toát mồ hôi, họ không giúp gì cho mình, tỏ ra cái tâm khinh thường ganh tị, như vậy cũng có phước không? Cũng có phước, nhưng mà thầy nghĩ có phước còn lớn lắm á thì cái bằng chai nước của quý vị uống thôi, không to hơn được, và cùng lắm là bằng cái nồi thôi, phải không? Vì sao? Bởi vì yếu tố mình làm là mình nhắm vào cái phước mà mình không biết chú trọng vào cái tuệ. Cho nên chùi nồi rửa chén, vừa chùi nồi rửa chén vừa tính cách là phục vụ cho đại chúng, đem cái tâm này để phục vụ. Cho nên mình sống với một con người Phật tử là phải cái tâm của mình vị tha, chứ đừng có vị kỷ. Nếu vị kỷ là chắc chắn mình sẽ thất bại, chắc chắn sẽ thất bại. Mình làm với cái tâm phục vụ đại chúng, cho nên dù có mệt bao nhiêu, với một cái tâm rất hoan hỷ, lúc nào trên môi của mình cũng nuôi dưỡng một nụ cười tươi mát. Chính cái này là đem đến một cái phước đức vô lượng vô biên, giống như biển cả mênh mông không bao giờ lường được. Nhưng mà nếu chúng ta chùi nồi rửa chén quét nhà mà với một cái tâm sân si, một cái tâm giận hờn, thì phước đức cũng có, nhưng mà nó lớn bằng cái nồi, bằng cái chén thôi, nó không to hơn được. Cho nên trong đạo Phật chúng ta làm cái gì cũng có đầy đủ cả hai yếu tố, đó là phước đức và
trí tuệ, phải không ạ? Đúng không? Cho nên quét rác ở tại đào tràng Hoa Sen thì quý vị nào phát tâm là vừa quét rác cho sạch chùa, nhưng mà quét làm sao để cho tâm của mình được sạch, tâm của mình được càng ngày càng được sáng sáng ra. Cái này chính là yếu tố của trí tuệ. Nếu thiếu yếu tố này thì không thể thành Phật, không thể thành Bồ Tát. Quý vị đồng ý không? À, chắc còn quét làm sao vừa quét vừa chuỗi nữa. À, thì cái này thì cũng xem lại, phải không? Cho nên á, trong sách có câu: phước tuệ song tu, phương tác Phật, tài pháp nhì thí, thí thành công. Muốn thành Phật, phước tuệ song tu, phương tác Phật, tức là muốn thành Phật thì phải tu tuệ và tu phước. Muốn thành công thì phải bố tí tài và bố thí pháp. Cái này rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật chúng ta được tôn xưng là gì? Lượng túc tôn. Chúng ta thường nghe cái từ này bác ạ. Lượng túc tôn là sao? Tức là bậc Thế Tôn đã đầy đủ cả hai phương diện, đó là phước đức và trí tuệ. Cho nên Ngài mới làm Phật được. Còn nếu mình chỉ có tu mà tu phước thôi á, là mình mới đi được 1/3 đoạn đường thôi quý vị. Nhớ không? Cho nên chúng ta làm cái gì phải đầy đủ hai yếu tố. Khi vào nấu ăn ở trong bếp, ở trong chùa, trong đạo tràng, chúng ta nhớ thắp lên một cây hương cẩn kính và luôn luôn quan sát thân mình. Dù ai có nói ngược, dù ai có chê xuôi, thì mình vừa đem một cái tâm để phụng sự chúng sanh là cũng dường chư Phật. Đây là một cái tâm nguyện của người Phật tử. Nếu quý vị nào quán xét làm mà xem, đem cái tâm phụng sự thôi. Chỉ vì công việc phụng sự, chứ không cần chưa nói là đem tiền đem của nghe. Chỉ cần phụng sự cho người khác, phục vụ cho người khác, bưng cơm cho người khác, quét lá cho người khác, nấu ăn cho người khác ăn, phục vụ như vậy là cái tâm đó là tâm cúng dường chư Phật nhiều lắm. Chư Phật là rất nhiều, phải không ạ? À, nhưng mà vừa nấu ăn vừa sân si, vừa chùi nồi vừa giận hơn, cái này coi lại cũng có quả. Công quả là sao? Chúng ta làm công thì có quả, nhưng cũng là quả, mà quả đó là sao? Quả thối, quả hư. Cũng có người làm công quả mà được cái quả ngon, quả ngọt, đúng không? À, cho nên nếu mình làm mà không có yếu tố trí tuệ này, chắc chắn là cái quả của mình nó cũng có, nhưng mà quả thì quả hư, quả thối. Quả này nó không có thành tựu. Quả này không có thể đến quả vị thành Phật, thành Bồ Tát được. Chúng ta cứ làm hoài như vậy. Phóng sanh cũng vậy. Phóng sanh làm sao? Mình đem hết cái tâm của mình để mình thực hiện một cái vụ bội phóng sanh để cho nó có kết quả. Việc này là phước đức không lường. Nhưng mà thấy người ta đi phóng sanh, mình cũng đi phóng sanh. Ha? Thấy người ta đi làm từ thiện mà cũng đi làm từ thiện, nhưng mà mình không có một cái tâm, mình không có một cái thiện tâm, thì chắc chắn rằng cái phước đức đó nó rất là nhỏ, và yếu tố trí tuệ cũng không có. Và không có đầy đủ hai phương diện này thì chúng ta không thể nào mà cầu Phật cầu thánh được. Trở lại vấn đề tụng kinh cũng như vậy quý vị. Thường chúng ta cũng nói rằng tụng kinh để có phước. Việc này thì không ai phủ nhận, chắc chắn là có phước. Nhưng mà theo thầy nghĩ, tụng kinh mà để có phước không là cũng chưa đủ. Phải có yếu tố trí tuệ. Thầy sẽ nói quý vị yếu tố trí tuệ trong lúc tụng kinh cho quý vị nghe. Tụng kinh, kinh là gì? Định nghĩa chữ kinh. Kinh theo tiếng Phạn gọi là sutra, có nghĩa là những cái lời dạy của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Ngày xưa Đức Phật đi thuyết pháp trong suốt 49 năm, không có ai ghi chép một lời nào. Tất cả các kinh điển, tất cả những lời dạy thuyết pháp của Đức Phật được chư vị đệ tử đọc thuộc lòng và ghi nhận ở trong cái đầu giống như một cái máy vi tính. Mà máy vi tính bây giờ cũng bị lâu lâu cũng bị virus, nhưng mà các ngài thì trí tuệ siêu việt. Đặc biệt như chúng ta thấy ngài A Nan là một vị thị giả trung thành của Đức Phật trong suốt 25 năm. Tất cả những bài pháp Đức Phật thuyết pháp ở đâu, thuyết pháp cho ai và làm cái gì, nói những lời gì, ngài A Nan ghi lại giống như một cái computer. Cho nên sau khi Đức Phật nhập diệt thì chư tăng mà triệu tập lại để mà kết tập kinh điển, và ngài A Nan mà nói lại tất cả
những cái bài pháp mà Đức Phật thuyết 49 năm và rồi ghi lại thành kinh điển. Quý vị thấy là một con người, cho nên Đức Phật và chư tăng mới tôn xưng ngài là gì? Đa văn đế, đệ nhất, phải không ạ? Là một con người hiệu rộng, một con người rất là tài, rất là giỏi, nghe rộng hiểu nhiều như vậy, và nghe đến đâu là biết đến đó. Trong suốt 49 năm mà không cần ghi chép mà vẫn nhớ Đức Phật thuyết pháp ở đâu, nói pháp cho ai nghe, nói bài pháp gì. Cho nên trong các kinh mà chúng ta là Như Thị Ngạ Văn đó, và một thời đó Đức Phật tại Xá Vệ Quốc thuyết bộ kinh A Di Đà được Đức Phật, được ngài A Nan ghi lại trong kinh điển. Cho nên kinh điển từ khi ghi chép mới có kinh điển. Nói tóm lại, kinh là những lời dạy của chư Phật và chư Tổ được truyền tụng từ xưa đến nay, có thể truyền tụng bằng miệng hoặc có thể truyền tụng và ghi chép lại thành Tam Tạng kinh điển. Tụng kinh theo tinh thần của Phật giáo là chúng ta tụng kinh với mục đích là hiểu rõ nghĩa lý của kinh. Đó là cái thứ nhất. Còn nếu chúng ta tụng kinh mà tụng suông giống như con vẹt vậy đó, gấp sách lại không biết gì cả. Tụng kinh này thì có phước, chúng ta thường là có phước, xem lại cái phước này nó đến đâu. Nếu tụng kinh nhiều mà càng ngày mà càng sân si đó, càng giận hơn đó, càng ganh tị đó, càng đố kỵ với người khác đó, thì cái này xem lại có phước có hay không, phải không ạ? Cho nên mục đích của việc tụng kinh là hiểu được ý nghĩa của kinh, hiểu được những lời dạy của Đức Phật, của chư Tổ ở trong kinh, và chúng ta đem những cái lời dạy đó áp dụng vào trong cuộc sống thực tại hàng ngày của chúng ta, để chúng ta chuyển hóa cái thân tâm của mình, giảm bớt tham lam, sân hận và si mê trong đời sống hàng ngày. Thì cái việc tụng kinh này rất là có ý nghĩa. Thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Vào thời Đức Phật tại thế, có một tôn giả đệ tử là của Đức Phật, đó là Maha Kachinjian. Maha Kachinjian xuất thân từ một cái con của vị thí chủ giàu có. Ngày xưa thời Đức Phật đi tu là giàu lắm. Ngài Mục Kình Liên, ngài Xá Vệ Quốc cũng xuất thân từ những cái dòng dõi rất là quý phái, giàu có. Chứ không phải bây giờ thì những người giàu thì đâu có nghĩ đến chuyện tu, phải không? Ngày xưa toàn là những người giàu có và trí tuệ sáng suốt đi tu như vậy. Thì ngài Ma Kinh Duyên đến đảnh lễ Đức Phật và kính bạch Đức Thế Tôn, cho con xin phép xuất gia làm đệ tử của ngài. Đức Phật nói rằng: duyên cớ gì, nguyên nhân gì mà con muốn xuất gia? Ma Ca Chân Duyên trả lời: bởi vì con thấy Đức Phật Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên con phát một cái tâm là con muốn đi tu để sau này là được đẹp như ngài. Đức Phật không bằng lòng. Đức Phật nói rằng: thế ngày mai ta già đi, ta yếu đi, thân thể của ta xấu xí đi, thì như vậy con có còn phát tâm được hay không? Cho nên Ma Ca Chân Duyên không trả lời được và cuối cùng trở về nhà. Hôm sau, Ma Ca Chân Duyên đến bạch Đức Phật và xin tiếp đi xuất gia. Đức Phật nói: lý do gì mà con sẽ xuất gia? Thì Ma Ca Chân Duyên nói rằng: bởi vì con nghe pháp của Đức Thế Tôn, những bài pháp của ngài dạy hay quá, cảm động quá, thích quá, cho nên giống như những cái pháp âm vi diệu, con rất thích, cho nên con muốn phát tâm để đi xuất gia theo ngài. Đức Phật không chấp nhận. Vì Đức Phật nói rằng: thế thì ngày mai ta không còn thuyết pháp nữa, thì con có còn phát tâm được hay không? Như vậy Ma Ca Chân Duyên thất vọng một lần thứ hai, trở về nhà. Và lần thứ ba, ông cũng đến tác bạch Đức Phật và xin Đức Phật đi xuất gia cho bằng được. Thì lần này Đức Phật hỏi: vì sao mà con muốn đi xuất gia? Thì Ma Ca Chân Duyên mới trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn,
bởi vì con thấy tăng đoàn của Phật, thấy quý thầy tu hành rất là nghiêm mật, rất là cẩn mực, rất là tinh tấn, thấy quý thầy rất là đẹp, rất trang nghiêm, cho nên là con muốn phát tâm đi tu để được giống như quý thầy. Đức Phật mỉm cười và nói rằng: này Ma Ca Chân Diên, thế ngày một ngày nào đó con đi ra đường, con thấy một vị thầy, một vị chư tăng mà tu hành không cẩn mật, không nghiêm chỉnh à, thì như vậy có con có phát tâm được hay không? Ma Ca Diên không trả lời được, và cuối cùng trở về nhà trong một thái độ rất là bất mãn và buồn chán. Tuy nhiên, hạt giống xuất gia ở trong tâm của Ma Ca Chân Diên đã nảy mầm. Chí nguyện xuất gia đã giữ như một trái cây đã chín ở trên cành, cho nên với ngài vẫn kiên quyết phải tìm Đức Phật và bằng mọi cách làm muốn đức xuất gia, làm đệ tử cho Đức Phật cho bằng được. Lần này là lần cuối cùng Ma Ca Chân Diên đã xách gói và đi đến tìm Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn: con đã nung nấu chí nguyện xuất gia của con từ lâu, kính bạch ngài nhận con làm đệ tử để cho con đứng vào hàng ngũ của chư tăng làm đệ tử của Phật. Đức Phật nói: thế thì lần này có duyên cớ gì mà ông muốn xuất gia tiếp? Ngài Ma Ca Chân Diên trả lời như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, mỗi khi con nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Thế Tôn thuyết pháp, con đã chăm chú một cách rất là nghiêm trang, và con đã áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật, của Thế Tôn vào trong cuộc sống của con, và con thấy những cái bài pháp của Thế Tôn đem đến cho con có một đời sống rất là an lạc. Con đã chỉ lại cho gia đình của con, áp dụng vào trong cuộc sống thực tại trong gia đình, thì con thấy gia đình của con cũng rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Chính vì vậy hôm nay con đến đây xin ngài cho con được phép xuất gia. Đức Phật chấp nhận ngay. Vì sao quý vị? Những lần trước ngài Ma Ca Chân Diên tán thán Tam Bảo, nhưng mà tán thán ở bên, chỉ bên ngoài thôi. Nhưng mà lần này nói rằng là nghe pháp Đức Thế Tôn mà nghe một cách rất là nghiêm chỉnh, rồi suy nghĩ một cách rất tường tận, đem những lời pháp đó ứng dụng vào trong cái đời sống thực tại hàng ngày, và áp dụng và để mà chuyển hóa cái thân tâm, hả? Đoàn trừ những cái điều xấu ác ở trong cuộc sống tham sân bận rộn của chúng ta à, chính điều này mà Đức Thế Tôn đã thấy được cái sự trí tuệ của Ma Ca Chân Diên, và thấy được cái sự phát tâm một cách rất là rất đúng đắn và chính xác. Cho nên Đức Phật đã chấp nhận cho ngài Ma Ca Chân Diên đi tu. Như vậy ngày xưa quý vị biết rằng đi tu đâu phải là dễ đâu, phải không? Đâu phải là dễ ha? À, cho nên ngài á, đi nhận phải giống như bây giờ một số thầy nói nhận là có gì vô để coi tướng. Đức Phật đâu cần coi tướng đâu, nhưng mà thử thách hỏi xem mục đích của mình đi xuất gia là gì thôi, là Đức Phật biết cái tâm của cái người đó như thế nào rồi, có tu được hay không là vấn đề. Cho nên ban đầu mình phải nhận định được cái điều đó. Cho nên chúng ta biết rằng việc nghe pháp cũng như vậy, thì việc tụng kinh cũng như vậy. Tụng kinh có nghĩa là nghe được những nghĩa lý của kinh, áp dụng những cái lời kinh quý báu vào trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta chuyển hóa cái thân tâm của mình. Điều này, chúng ta làm được điều này, chúng ta tăng trưởng được hai điều. Thứ nhất, tăng trưởng được phước đức, và thứ hai, chắc chắn sẽ tăng được được trí tuệ. Thành tựu được hai phương diện này thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta cũng có thể thành Phật, chúng ta cũng có thể thành Thánh, chúng ta cũng có thể trở thành Bồ Tát. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có cái tánh sáng suốt của Phật như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta tụng bộ kinh Phổ Môn, trong đó nói đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta còn nghe kỹ không? Nếu cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát là cầu cái gì được cái đó? Cầu quan chức được quan chức, cầu quan vị được quan vị, cầu tiền là được tiền, cầu vàng được vàng. Đặc biệt đối phụ nữ là muốn cầu con trai là có con trai, mà muốn cầu con gái thì có con gái. Cầu con trai là được con trai phước đức trí tuệ, mà cầu con gái là được tướng mạo xinh đẹp, phải không ạ? Khi có tùng có rõ không? Yeah. Nhưng mà bây giờ mình có tin không? Tại sao có nhiều người về chùa thầy mà cầu Quan Âm mà cầu con trai sinh ra con gái?
rồi nói rằng Phật của thầy không có linh, đi lên chùa khác. Đi lên chùa khác cầu cũng không linh, nói không có Phật nào linh hết. Như vậy trong kinh nói láo, không phải Phật dạy. Hủy bản như vậy là chúng ta sẽ đọa vào địa địa ngục. Quý vị thành trọng nhé. Thầy rất tin ở cái bản kinh này. Đức Phật nói muốn cầu con trai là sinh được con trai phước đức trí tuệ, muốn cầu con gái là sinh được con gái tướng mạo dung đẹp. Nhưng xin hỏi quý vị, cầu như thế nào để được con trai, cầu như thế nào để được con gái? Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải cầu nguyện. Mình đến đó mà mình xin về số, mình cầu Đức Phật để cho mình trúng số đề, làm sao mà nói chuyện là có gì là trúng số, làm sao mà có chuyện mà để mà cầu con trai, có con trai. Cầu như thế nào là một vấn đề chúng ta đáng suy nghĩ. Cầu Phật là mình thứ nhất là cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho mình, mà phải đem về cái tâm thành của mình kia. Có nghĩa là mình làm bằng một cái tâm kia, chứ không phải đến cầu để rồi trúng số, không phải cầu để được mua và may bán đắt, không phải cầu để được lộc được tài. Nếu như vậy thì mình ích kỷ, mình tham lam quá. Phật đâu mà cho mình. Nếu như vậy thầy giàu rồi, phải không? Quý thầy giàu rồi, phải không? Cho nên trong cái đạo Phật chúng ta có một từ rất hay là cầu nguyện. Cho có trên là cầu mười phương chư Phật gia hộ cho con được sức khỏe, cho con có một đôi mắt sáng, để con được đi chùa, con được tụng kinh. Cầu cho con có được một trí tuệ minh mẫn, để con biết sáng suốt, con biết đâu là tội lỗi, để con sám hối. Cầu nguyện cho con có một sức khỏe thật tốt, để con có thể làm ra tiền, ra của, con có thể đi phóng sanh, bố thí, cúng dường, làm tất cả những việc phước đức khác. Con còn cầu nguyện, mở rộng lòng cầu nguyện là đến cho pháp giới chúng sanh được hòa bình, nhân dân được an lạc. Nếu cầu nguyện như vậy, chắc chắn là quý vị có phước đức lớn lắm, phải không ạ? Nhưng mà tuy nhiên, cái cầu này còn thêm một cái chữ sau nữa, đó là nguyện. Cầu Phật gia hộ, nhưng mà nguyện là nguyện gì? Nguyện sống theo lời Phật dạy, đúng không? Đúng chưa? Phải nguyện thực hành theo lời Phật dạy. Cái này mới là quan trọng. Cho nên chữ cầu nguyện, hai cái này nó đi đôi với nhau. Nếu cầu không mà không nguyện là không có kết quả. Bởi vì bây giờ mình nó đến chùa, mình chỉ mua một vài trái táo, một vài trái cốc, mà bây giờ mình cầu đủ thứ hết. Cái này gọi là hối lộ Phật. Phải không ạ? Thầy nghĩ là hối lộ Phật cái gì nữa? Mua được vài trái cốc, trái táo mà cầu đủ hết, cầu ngọc, cầu tài, cầu có xe hơi, cầu nhà cao cửa rộng, cầu được trúng số, cầu được vợ đẹp, cầu được con xinh, cũng cho ngài được nảy chuối, được mấy trái táo mà cầu gì nhiêu vậy? Cái này gọi là hối lộ Phật đây. Thế là hối lộ Phật, đúng không? Cho nên mình cầu ngài, nhưng mà phải nguyện, con nguyện sống theo lời Phật dạy. Những điều gì Đức Phật dạy mà chúng ta cảm thấy rất là hay, cảm thấy rất thực tế, mình áp dụng vào trong đời sống của mình và nguyện thực hành theo lời Phật. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói một câu: tin ta mà không hiểu ta là hủy báng ta. Đúng ạ. Mình tin ngài, mình đến cầu ngài thôi, mình không thực hành theo lời Phật dạy, tức là vô tình mình đã hủy báng ngài, mình đã làm những cái điều mà sai với cái ý tưởng của ngài. Cho nên mình tin ngài là mình phải thực hành theo lời dạy của ngài, chắc chắn mình sẽ có một đời sống an lạc, chắc chắn mình sẽ có một đời phóng hạnh phúc. Hôm nay nhìn lên bản Phật của anh Hoàng trang trí, thầy đến đây thầy cũng muốn góp ý bất cứ một điều gì, bởi vì anh làm đẹp hơn thầy nữa. Chúng ta thấy không, bàn Phật rất là trang nghiêm thanh tịnh. Ở trên là Phật Thích Ca, ở bên tay phải là Phật Di Lặc, ở bên tay trái là Phật Dược Sư. Ở đây đôi lúc thầy giới thiệu cho quý vị có nhiều lúc nào ông Phật này tên gì không biết. Ở phía dưới là Tam Thế Phật, ở giữa Đức Phật A Di Đà, bên tay phải là tượng Thế Chí, bên tay trái là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thờ Phật như vậy là nhiều hơn đạo tràng Hoa Sen, nhiều hơn các chùa khác, phải không? Như vậy chúng ta cũng là có một cái gia đình, anh cũng có một cái phước đức lớn, và đặc biệt cũng có một cái không gian rất là rộng, rất thoáng, rất đẹp. Bây giờ về hình thức là rất tốt rồi, nhưng mà thờ Phật
thì rất là dễ. Thờ Phật rất là dễ. Nhưng mà thờ như thế nào là rất là khó. Ban đầu đó, quý vị thấy đẹp như vậy, nhưng mà để có một ngày nào tình cờ thầy vô, nhiều khi măng nhện nó không ra. Có nhiều người để măng nhện để trên cả năm vậy không có quét. Thờ Phật là dễ, nhưng mà cách thờ khó lắm. Nó không đơn giản. Thờ Phật như thế nào nữa để thầy bày cho quý vị. Thứ nhất là về hình thức thờ. Tất cả các nhà chúng ta đều có cửa chính hướng ra phía trước. Thì chúng ta phải thờ Phật phải hướng chính ra cửa chính. Nếu quý vị nào mà xoay đi hướng khác là về phong thủy là không tốt. Và người ta nói rằng mình không biết cách thờ Phật. Và đặc biệt thầy nào đến làm lễ ăn vị đó mà không sửa lại là biết là ông thầy này không biết gì về phong thủy, về cách thờ Phật. Cho nên thờ Phật giống như ở đây, hướng ra phía trước là cái đường và cửa chính. Cửa chính là ra hiện này, cho nên thờ ra phía trước. Nếu mà chúng ta thờ bên trái, bên phải thì không có thùng, không có thùng. Và thờ ra phía trước thì nó rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Bởi vì cái không khí, không gian ở bên trước lúc nào nó cũng thoáng đãng. Còn ở hai bên là bức vách, chưa nói nó cảnh nhà cửa của người ta. Đó là nói về cái hướng là chúng ta phải thờ như vậy. Thứ hai, cách trình bày. Thì thầy thấy trên bàn thờ này là được một gọi là bàn thờ tương đối hoàn chỉnh. Trên thờ Phật, bàn ở dưới là hai bên quý vị trang trí hai cái đèn. Hôm kia anh Hoàng bỏ sai vị trí, thầy đến thầy chỉnh lại. Cái đèn là bỏ hai bên phía trước bàn thờ và đừng có đẩy vào trong. Hai bên đèn là hai ly nước để cúng Phật. Ở giữa là một bát nhang. Trang nghiêm như vậy. Hai ly nước này quý vị thay thường xuyên, mỗi tuần, hoặc làm biếng lắm thì một tháng thay một lần, nửa tháng thay một lần vào ngày rằm. Đừng có để mà nước ở trong mà nó nhơ rồi mình cúng Phật như vậy, chưa nó không có phước rồi mà sẽ bị tổn phước. Và thay nước này là thay bằng cái nước tinh khiết, phải không? Nước chai, nước thanh lọc đàng hoàng để thay nước. Và ở giữa là một bát nhang. Nếu trang trí thêm hai bên hai cái đèn nhỏ, đèn cầy nữa thì càng tốt. Đèn ở đây thì nó quá sang rồi, đèn bằng kim cương rồi. Thật sự là thầy cũng muốn nói nữa. Rồi, hai bên phía sau là hai bình hoa. Phía trước hai bình hoa là hai đĩa trái cây. Thầy có những người tiết kiệm chỉ có làm một bình hoa bên trái và thờ một đĩa trái cây bên phải. Như vậy thầy nó hơi tiết kiệm một chút. Nếu quý vị thấy đặt bàn thờ bất cứ cái gì cũng hay hết là nó đẹp trang nghiêm. Một bên này bình hoa, bên kia bình hoa, bên này một đĩa trái cây, bên kia đĩa, như vậy nó tương xứng. Người nhìn vào cũng thấy rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Quý vị thờ một cái bình hoa bên thì thấy nhìn nó lạc lõng lắm, đúng không ạ? Và chỉ có một cái đĩa trái cây không thì thấy nó cũng hơi keo kiệt một chút. Cho nên thờ Phật mình đừng có keo, cố gắng nhìn ăn đi mà thờ Phật, phải không? Cho nên là nếu quý vị là cái bàn thờ quá nhỏ đi, bàn thờ còn có nhiều người ta thờ trên một cái trán thôi, trên một cái tấm ván đưa ra thôi, thì chúng ta có thể cho phép thờ một cái bình hoa hoặc một cái đĩa trái cây thôi. Bởi vì thờ hai bình hoa thì chỗ đâu, phải không? Nhưng mà được bàn thờ như thế này thì nên thịnh hai bình hoa, hai đĩa trái cây, hai chai nước. Đó, giữa chỉ có một bát nhang. Đó là cách thờ phần nghiêm chỉnh như vậy. Hàng ngày chúng ta cố gắng quét dọn bàn thờ. Nếu không được thì ít nhất một tuần cũng quét được một vài lần. Đừng có để bụi mà nó bám vào nơi Phật, đừng có để bụi bám vào trong đèn, trong bàn thờ. Như vậy thì mình sẽ bị tổn phước, nhớ không? Cho nên cách thờ Phật là một vấn đề chúng ta đáng suy nghĩ. Thầy thấy điều này Phật tử nhiều khi làm đẹp lắm nhưng mà bàn thờ dơ lắm. Bàn thờ dơ lắm, nhiều khi cả năm mà thôi để thầy ơi con bận lắm, để Tết rồi con thay cát rồi con lau chùi lần luôn, tội cho Phật á. Nói như vậy Phật buồn lắm, Phật bỏ nhà Phật ra đi, phải không? Mình phải lau chùi, mình thờ Phật mà mình kính trọng Phật là mình có cái phước đức lớn lắm. Thầy ra giảng ngoài Hà Nội, thầy ghé đến một ngôi nhà Phật tử có đến 10 cái bát nhang. Thờ Phật chung với ông bà, với là tổ tiên, với là thần tà ma ngoại đạo,
nhìn thấy cái bàn thờ của ông miền Bắc là mình không hình dung ra được cái bàn thờ như thế nào. Thậm chí thầy không phân biệt được là ở đâu là ông Phật, ở đâu là vị Bồ Tát, ở đâu là Quan Công, ở đâu là Thánh Mẫu. Chúa xứ thờ rất là nhiều nhưng mà không có trang nghiêm. Đặc biệt những cái bát nhang không bao giờ lấy ra để nghi ngút như vậy, đầy cả bát ba nhang như vậy. Thầy hỏi tại sao cô không lấy bát, lấy cái bớt nhang ra, nói rằng con sợ lắm. Và theo quan niệm của dân gian á, là nói rằng để càng nhiều nhang thì gia đình càng có công đức, càng có phước đức. Thầy nói ai dạy cho cô như vậy? Phật đâu mà đi dạy cho cô, thầy nào đi dạy cho cô như vậy? Cho nên quý vị nên nhớ rằng nên lấy nhang hàng ngày, đừng có để nghi ngút trên bàn thờ, nghe không? Thầy thấy nhiều gia đình á, là không biết sợ cái gì. Quý vị đừng có sợ gì cả, bởi vì mình dọn dẹp ở trên bàn thờ trang nghiêm là chắc chắn mình sẽ có phước đức, đúng không? Quý vị đi đến các chùa mà xem, chùa thầy đi ngủ dậy là sau khi làm vệ sinh trên bàn thờ xong không có một cái tàn nhang nào trên đó, và chúng ta thắp lại cái nhang mới, thắp lại cái nhang mới. Đừng bao giờ để cái tàn nhang nghi ngút như vậy ô uế xông lên ô uế của chư Phật, chư vị Bồ Tát, đúng không? À, cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là để một năm mà lấy cái này là không nên, cái này làm ô uế đức Phật và chư vị Bồ Tát. Rồi, đó là cách thờ Phật. Thứ hai, ở đây thầy cũng xin phép chia sẻ với anh Hoàng, chị Hạnh cũng như toàn thể quý Phật tử. Làm gì thì làm, buôn bán gì thì buôn bán, nhưng mỗi buổi tối sau khi đi làm về, quý vị tắm rửa thân thể sạch sẽ, lên trên bàn Phật, thắp ba cây nhang, đến một tiếng chuông hoặc ba tiếng chuông, lễ Phật ba lễ. Nếu có điều kiện mình tụng một thời kinh, nhưng mà nếu không có điều kiện thì chúng ta lễ Phật và thắp hương đánh chuông. Như vậy là chúng ta thấy rằng bản thân mình rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Thờ Phật mà cả ngày mà không lên Phật, cả tháng mà không lên thăm Phật, có tự Phật như thế nào, thì cái này mình cũng phải coi lại. Mình đồng ý rằng mình thờ chỗ đẹp rồi Phật gia hộ cho mình, gia hộ chỗ nào, phải không? À, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, trước khi đi làm, quý vị cố gắng mặc áo tràng trang nghiêm, đến quỳ trước Tam Bảo, thắp một cây hương, đánh ba tiếng chuông, lạy Phật ba lạy trước khi đi làm. Công việc này không bao giờ mất một đồng xu, cũng không tốn thời gian bao lâu, chỉ có 5 đến 10 phút. Quý vị cứ làm hàng ngày như vậy cho thầy, là chắc chắn rằng quý vị sẽ có phước đức lớn, được bảo lớn. Nếu quý vị nào có điều kiện thì có thể sám hối hàng ngày, tụng kinh hàng ngày, nhưng mà thầy nghĩ không có đâu, thời gian đâu. Ngày thì lo buôn bán, tối về còng sổ, ngày mai thì đi gửi ngân hàng, có đâu nữa mà thời gian đâu mà tụng kinh, phải không? Phải không? Chắc chắn như vậy rồi. À, thành thử ra thầy biết là quý vị rất là bận rộn, nhưng mà cố gắng mỗi ngày lên thắp nhang lại Phật. Làm được không? Làm được không? Đó, chắc chắn là quý vị làm được. Nếu quý vị nào có thể đặt tâm một chút, sám hối mỗi ngày, thầy sẽ bày cho quý vị cách sám hối. Mà không cần, đôi lúc là chúng ta nhiều khi có những lúc điều kiện chúng ta không đến chùa sám hối được. Quý vị lên thắp ba cây nhang, quỳ xuống đánh ba tiếng chuông, lạy ba lạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Hôm nay ngày tháng năm, con pháp danh, năm sinh. Trong thời gian vừa qua, trong nửa tháng vừa qua, cũng như trong vô lượng vô kiếp vô biên, con đã có quá nhiều tội lỗi, tổn người hại vật và gây khổ đau cho người. Có những lúc con đã làm đau khổ người khác, có những lúc con đã làm tổn thương người khác, có những lúc vì miếng cơm manh áo mà vì lời dân mà con phải buôn gian bán lận, con phải nói dối, con phải lường gạt để vì chồng, vì con, vì lời dân. Hôm nay con quỳ trước Đức Phật, trước Bồ Tát,
con xin thành tâm sám hối tất cả những cái lỗi lầm mà con đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Kính xin quý ngài từ bi dụ lòng thương xót, chứng minh gia hộ cho cái lòng thành sám hối của chúng con. Nói như vậy và chúng ta đánh tiếng chuông, chúng ta lại xuống. Nói được 3 lần như vậy thì càng tốt. Công việc này không những chồng làm mà cả vợ làm và hướng dẫn cho con cái làm. Bởi vì trong kinh nói rằng tội từ tâm khởi thì đem tâm sám, tâm được tình rồi thì tội liền tiêu, tội tiêu tâm tình thảy đều không, thế mới thật là chôn sám, sám hối. Bao nhiêu tội lỗi cũng do tâm, tâm tình còn đâu giấu lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Cho nên quý vị cứ sám hối mỗi ngày, cứ mỗi ngày như vậy. Đừng có để quá lâu mà sám hối thì đôi lúc sám hối không kịp. Đến cái ngày mà mình vô thường đến, vô thường gõ có cửa, chúng ta có thể chết một cách đột ngột. Lúc đó mời quý thầy đến sám hối, chưa chắc quý thầy sám hối nổi. Nhiều quá, làm sao sám hối nổi. Cho nên bây giờ mình trả nợ bớt đi ha. Mình mắc nợ ngân hàng, mắc nợ người ta, mình trả dần đi. Đừng có để mà nó rối lên mà trả nợ không nổi, phải không? Cho nên chúng ta phải sám hối mỗi ngày như vậy, đọc tụng như vậy, sám hối như vậy. Cầu cho con, xin quý ngài ban phước cho con, cầu cho con tật bệnh tiêu trừ, thân tâm được an lạc. Cầu cho con có một đôi mắt thật sáng để con được tụng kinh. Cầu cho con có một cái sức khỏe để con có thể làm ra của cải vật chất và con có thể bố thí, cúng dường, phóng sanh. Cầu cho con có một đôi chân thật khỏe để con được đi lại. Để con có thể chăm sóc cho những người khác, con có thể giúp đỡ cho bao nhiêu người khác đang còn khổ đau trong cuộc đời. Cứ cầu nguyện như vậy, cho nên cầu mua mai bán đất. Đừng có cầu mà lọc cầu tài nhiều quá mà nó cũng trở thành hối lộ Phật, phải không? Như vậy thì thầy hôm nay thì thời gian thì không cho phép, nhưng mà luôn tiền cái lễ ăn vị Phật thì thầy cũng xin chia sẻ với quý vị về cách thờ Phật, về cách cầu nguyện, về cái cách mà tụng kinh niệm Phật sám hối cầu an như vậy, để chúng ta có thể hiểu thêm một chút về nghĩa lý và ý nghĩa của nó. Chứ còn nếu mà không nói ra, có một số vị chỉ thờ chỗ đẹp thôi, trang trí cái bàn Phật chỗ đẹp, nhưng mà thờ đẹp mà không tu thì không có trí tuệ, có phước mà không có tuệ thì không thể làm Phật. Nghe rõ chưa? Cho nên hôm nay thì một lần nữa cũng xin thay mặt cho gia đình Ân Hoàng cũng xin cảm ơn quý thầy, cảm ơn tất cả quý Phật tử đã đến đây để cùng nhau hồ niệm, để em chúng ta làm cái lễ ăn vị Phật. Và cái buổi lễ ăn vị Phật đến đây thì coi như đã hoàn mãn. Và bây giờ thì quý Phật tử nghỉ ngơi và để cho quý thầy còn làm cái lễ cúng cụ Huyền Thất Tổ thì cũng ngắn thôi. Và chúng ta có thể, nếu quý vị nào có thể ngồi lại đây để mà cầu nguyện thì càng tốt ha. Bây giờ mình cũng biết nghỉ ngơi ở đâu nữa. Dưới thầy thì rồng có nhiều chỗ, cho đây đâu có chỗ đâu, phải không? Thành thử mình có thể ngồi đây để cầu nguyện cùng với quý thầy thì cũng rất là tốt. Và bây giờ chúng ta chắp tay lại để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân ba đạo. Bao đời còn tâm tối tham đắm sân si hoài, con thề xin sám hối tội lỗi con tạo ra với trái tim vị tha. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen và thoát cơn